Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo được kết nối trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội thảo. Chủ trì điểm cầu Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 do cố Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo là văn kiện của Đảng đối với sự phát triển văn hóa của đất nước. Ngay từ những năm đầu tiên, Đảng ta đã nhận ra tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển chung của dân tộc. Đây là bản đề cương đã tạo ra một sự khởi động đột phá cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Hội thảo đã nhận được hơn 150 bài tham luận của các tác giả là các nhà khoa học, các nhà quản lý và những người thực hành văn hóa. Tại hội thảo, có hai phiên nội dung gồm giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam và văn hóa con người Việt Nam, nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là hội thảo có ý nghĩa hết sức đặc biệt, góp phần tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua, đồng thời làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.